Ok, hôm nay mình sẽ review về các bạn hai hộp Rubik mình mới đặt. Đây là gói đơn hàng của chúng ta. Và được tặng hai cái đế và hai miếng xích cơ. À, mình đã đặt hai con một con 2x2 Blue and Ball Lust và 3x3 Blue and Long Lust, nhưng mà nó đã hết hàng nên đã gửi mình con này. Mời F3. À, ở bên trong là có một cái công một tờ giấy công thức. Okay. Bên đây là con của chúng ta. À, nhìn màu sắc rất là đẹp không? Cảm giác đầu tiên của mình thấy là nó hơi khô một xíu. Hơi khô. Nhưng mà có vẻ cầm như là rất là chắc chắn. Nó hơi khô một xíu. Khả năng lật góc là không có. Có lẽ cắt góc là được tầm 45. Nghĩ là vậy. Ok. Đây là con thứ hai của chúng ta. 2x2. À, cũng có một tờ giấy công thức. Cảm giác của mình mới vô thì mình cũng cảm giác như là nó rất là khô. Khá là khô ha. Nói chung là sticker thì có vẻ là chuẩn. Mình sẽ để như thế này. Đấy, được tặng hai cái đế này. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình.